những điều luôn nhắc nhở bản thân mỗi ngày để sống tốt hơn. 1. Rồi mình sẽ già. Sự già đối với chúng ta rất hiển nhiên trong cuộc sống hàng ngày. Rồi một ngày không xa, mình cũng già như bao người khác. Đó là sự thật. Tuổi già sẽ đến với chúng ta, điều đó là chắc chắn và cũng không một ai thoát khỏi sự thật này. Do đó, chúng ta nên cố gắng luôn suy xét và tâm niệm. Đừng nên tự mãn cho rằng mình còn trẻ, còn khỏe, còn mạnh. 2. Rồi mình sẽ đau, sẽ bệnh. Chúng ta hãy nhìn xem người bệnh họ như thế nào. Khi bị nỗi đau của bệnh tật chi phối, sẽ khiến chúng ta mệt mỏi, đau đớn, thống khổ. Nỗi khổ của thân sẽ không bỏ qua bất kỳ người nào. Trong tương lai, cái khổ, cái đau sẽ hành hạ chúng ta. Trước khi chưa già, chưa bệnh, chưa bị đau đớn từ thân thể, chúng ta phải biết nỗ lực học hỏi giáo pháp và thực hành thiền để vun bồi đạo lộ tâm linh, hành trình giác ngộ. 3. Rồi mình sẽ chết. Ai rồi cũng phải chết, đó là điều hiển nhiên trong cuộc sống. Dường như chúng ta không hề quan tâm, để ý. Khi cái chết bắt đầu tìm đến chúng ta, có lẽ nỗi sợ hãi, nỗi lo lắng kinh hoàng sẽ chinh phục mình dễ dàng. 4. Rồi mình sẽ bỏ lại tất cả sau cái chết. Gia đình của ta, người thân của ta, sự nghiệp của ta, tiền tài của ta, hội chúng của ta, tất cả đều bỏ lại. Sự chết sẽ chấm dứt tất cả mà cái tôi, cái ta đã bao năm gây dựng đều sẽ bị tan vỡ. 5. Rồi nhân quả sẽ tìm mình sau cái chết. Tất cả đều bỏ lại sau cái chết, chỉ có nghiệp thiện và bất thiện theo mình nhiều kiếp sống tương lai. Thân, khổ, ý sống bất thiện sẽ cho quả đau khổ. Thân, khổ, ý sống thiện sẽ cho quả an lạc. Vì danh lợi, vì cái tôi quá lớn mà bất chấp những điều xấu ác, làm hại người, làm đau khổ chúng sanh, gieo tạo nghiệp bất thiện. Sau khi chết, người đó phải chịu nỗi thống khổ trong bốn đường giữa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Người sống biết bố thí, trì giới, hành thiền sẽ được an lạc cõi người, cõi trời. Vì vậy, phải luôn tâm niệm, ghi nhớ và suy xét kỹ năm sự thật này.